Rồi chia sẻ đi, chia sẻ chung rồi, chia sẻ chip với nhau ăn nha con nha. Mình là bạn mà mình phải chia sẻ đồ ăn với nhau nha. Adri, vui không? Ai vui? Dạ, dạ vui. Dạ. Yeah. Vui. Vui. Ba Trì nó chịu học hỏi nè. Nói là nó lái chứ không có mấy đứa con nít hả? Kêu nó nói nó không có chịu nói đâu. Nó chịu học hỏi nè, hay ghê á. Như con chay này giờ kêu nó có nói đâu. Con phải chịu học hỏi giống như Adri, nghe chưa? Con thấy con người ta không? Mấy cô mấy chú ưa nói về là cái gì đó, cái câu chuyện là con nhà người ta. Con có thấy con nhà người ta không chay? Trời ơi, ăn nữa không? You guys want more? Rồi để mẹ đi lấy nha, mẹ đi lấy cho mỗi đứa một cái nha. Ok. Rồi ngồi im đây, bây giờ mẹ đi lấy cho mỗi đứa một cái. Lên đó ngồi. Mẹ lấy cho con một cái Adri, cái ngồi im đó. Ngồi im đừng nhích nhích. Ngồi im đây. Oh wait, ngồi xích vô. Để cho Adri ngồi xích vô cái bàn luôn. Ok. Ok. Dạ, dạ Chay ơi. Dạ Adri. Yeah Adri. Giỏi. Thì nó giỏi ghê thì cái chứ thôi. Ok. Đây. This is for Adri, this is for JD. But wait, wait for me. Until I come back, then you guys can eat it, okay? Okay. Wait for me, okay? Mommy, remember. Wait for me until I come back, okay? I gotta use the restroom. Okay, wait for her. Wait, don't touch. What happened over here? Hey, I get the coins, Daddy. Oh, you guys are playing with the coins? They gotta wait for Mommy until they can eat those chips. What do you want? Steak, roll. Steak and cheese roll. Daddy, hey. Here. Hey! It's mine! This one. Okay, you can lay inside. Mommy, Archie took it. Mommy, Archie pick it already. Are you a tattletale? Yeah. Trời đất ơi. Không có chờ mẹ hả? Why didn't you wait for mommy? I'm not gonna tell you any of my secrets. Yeah, I want mommy. Hả? Tại sao con không chờ mẹ? I don't want mommy. You don't want to wait for mommy? What are you guys doing with the coins? They playing with the coins. Oh. Oh, did you open your confetti? Did you open your thing you got at Target? Yeah. Nó chơi đi, chơi với nó mấy đồng bạc tiền, nhớ bỏ vô nha, chưa bỏ vô đủ rồi chưa? Đúng rồi, bỏ vô đi. Chay ơi, coi chừng đổ nha. Mấy cái đồng này công nhận nó nặng ghê luôn á, dày dễ sợ luôn. What was the toy? Hả? What was the surprise? It was just a LOL doll. Yeah. They look. They look. Look at this. It's purple. I see. Look at this. How cute. My turn. Okay, now your turn. No, JD turn. Okay. Wait. JD, you. Duh.
Nice shady turn. Can you say cheese? Take a picture. Cheese. I'm a boy. Where's the rest of this? It's in the box. I don't see any. Where's the rest of it? Here, JD. Come here. Look, yummy. Here, here's your cheese stick. No, I want my cheese stick. That's Audrey cheese stick. No, I want some cheese stick. Con muốn cheese stick không? Daddy, can you get her a cheese stick? Mommy, I have a cheese stick right here. Can you get her a cheese stick, please, Daddy? Sure. Hey, con nói đi. Con. Ba mẹ. Cô. Mời. Cô. 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 Chú. Chú. Đúng rồi. Con qua xong. Mama, con xong. Ok, thì mày đi lấy nước khác cho con. Thì mày ngồi xuống đây, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, mày đi lấy nước khác cho con. I really wish I didn't open it so I can know what I'm missing. Baby, everything was in there. Nothing was missing. Half cake. Huh? Half. That's, oh, that's a lot in your mouth. Here, let me wipe your mouth. Is this the instructions for you? Here, here's the napkin. JD, this is your napkin. Thằng giấy đó, chùi miệng, đồ chùi đồ đây. Trời ơi, nó chết tích chị ăn mà chưa gì hết, nó nuốt hết nửa cây đó. Audrey, be careful. Audrey, be careful. I need some more. Hả? I need some more. Nè. Hey, where's the instructions? Audrey là lớn lên, cái da của cái da Audrey là cái kiểu mà nó mỏng quá mà nó trắng quá, rồi là mốt mốt là nó khó bị ăn nắng, nó khó bị tan lắm, nó sẽ bị burn. Cái da của Audrey, Ngọc nhìn Ngọc thấy vậy đó, con chay là có thể tan được nè, còn da Audrey là bị burn, là bị phỏng, bị bỏng, bỏng nắng, dễ bị bỏng nắng lắm. Cho Audrey mặc đồ đẹp chứ bộ, Audrey mặc đồ hả? Đẹp lắm á. Đồ giống công chúa lắm á. Yeah, I'm ready to play. Ready to play? Yeah. Audrey, say vui. Vui. Quá. Quá play. Can you show everybody the case of coins? Yeah. Say con. I want play, okay? Yeah, you say con. Go. Muốn. Say more. Muốn. Chơi. I want play. Muốn chơi. 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 Đúng rồi, giỏi. High five. Good job. Trời ơi, hai đứa lên nhảy giường, tôi nó nhúng nó nhảy. Trời. Trời ơi, nó đủ đủ tôi đi ra đường, có được không? Hey. À, đó, bậy, cái đó bậy. Lỗi của con. Ô, lỗi của con. Tự nhiên Audrey đang đứng cô đẩy Audrey. Bậy à. Xin lỗi Audrey đi. Đức xin lỗi đàng hoàng. I'm sorry. Đúng rồi. Let's dance kìa. Audrey, let's dance. Nhảy với chay kìa. Trời ơi. Nó nghe nè, cái giường này chuẩn bị ngày mai là tôi đi mua cái giường khác rồi chứ nha. Hai chị nhảy sao rồi, tối nay tôi không có giường tôi ngủ nghe chưa. Đó, đi mua cái giường khác là tại vì do con chay á, hai cái hộp này nè cô chú nghe, nó đứng lên là nó hả, nó nhảy dậm dậm hai cái drawer, hai cái hộp này nè, bây giờ hai hộp này nó gãy rồi. Rồi. Con kêu Audrey bằng daddy hả? À, con kêu mẹ daddy hả? Audrey coi phim hoạt của quả. Nhảy đi Audrey. Yeah. Phải Audrey mà đi học với lớp múa chung với con chay nữa là khỏe, mà mẹ nó chắc không có thời gian. Tại vì mẹ nó đi làm không à. Nên là cái đi học múa cái lớp đó vào ngày thứ năm nên là mẹ nó sẽ không có đi được. Mà không có lớp khác nữa chứ phải, tại vì dịch đó người ta không có đi nhiều nên người ta chỉ có mở một lớp thôi. Ê, dạo này có cái trò là cắn móng tay nha. Không được nha. Coi
A Trì là nó sinh sinh tháng 6, Chay là sinh tháng 11 đó. Ồ, hình như A Trì sinh năm 2018 hay là 2017 rồi ta? Không, A Trì mới sinh nhật cách đây. Ồ, A Trì, it was your birthday? When my birthday? Yeah, when was your birthday? It's my birthday. Yeah. No, it was your birthday. Your mom bought you a cake, remember? It's my cake. Yeah, okay, xuống. Be careful. Mommy, I want ice cream. Cái gì? I want ice cream. Ice cream đâu có. Daddy, I want ice cream. Please. Đây coi, A Trì làm gì con? A Trì làm gì con? Mommy, I want to push me, man. À, A Trì đẩy con, rồi A Trì làm. A Trì cào cái mặt con đấy hả? Trời ơi. A Trì, can you sit up? A Trì, can you sit up? Can you say sorry to JD? Nè, em mày coi. Thôi. Em mày nói cho con nghe nè. Lý do sao mà A Trì làm vậy? Lý do sao mà A Trì cào con? Con có chọc A Trì không? Không mẹ. Ủa, con không chọc lấy gì A Trì làm? Hả? Con không có chọc A Trì sao A Trì làm? Trời ơi. Hả? Mày không có thấy hả? Nhưng mà không sao đâu. Để mày kêu A Trì xin lỗi con nha. Nha. A Trì, next time don't scratch JD, okay? Yeah, can you say I'm sorry to JD? Trời ơi, có bá nằm kìa, có được không? Bá nằm. Ôi trời. Ôi trời. Thôi bây giờ con lên con nằm coi tivi với A Trì nha. Rồi đi lên nằm. A Trì xin lỗi con rồi, con tha lỗi cho A Trì nha. Đó, khổ chưa? Ôi, đó đừng có khóc là nó rước mắt nó trúng cái đó là nó rát đó. Nhìn thẳng giùm cái, đúng rồi. Oh, she's sleepy. Are you sleepy? No. Rồi, thôi chơi đi. Can you guys hug each other? Give each other a hug. Ôm đi, ôm nhau các coi. Okay. Give each other a hug. Or not. Rồi thôi, không ôm thôi. Hai đứa bay vậy. Mệt. Con muốn gì? Con muốn ăn gì? Để con đưa cho mày coi cái mặt của con coi. Trời ơi, cái mặt giờ có dáng thẹo rồi, đúng là hai thẹo mà không có được ăn. Thôi đưa cho A Trì cái con cái rồi đi lại lên. One for you, one for A Trì. Ok. Để mẹ mở cho. À, con biết mở hả? Con mở cho mẹ coi. Mở đi. Không, tự mở. Oh wow, see. Giờ mở cho A Trì nha. Mà A Trì wow, con có giận A Trì không? Trời ơi, đợi nó đợi không nổi luôn. Con có giận A Trì không? Thôi đừng có giận A Trì nha. Thôi tự đi, mẹ vừa cầm máy quay, mẹ vừa ấy mà sao con làm, mẹ làm được. Làm từ từ thôi, con phải từ từ. Chứ không có gấp gáp là không được gì hết á. Làm cái gì mình cũng phải bình tĩnh, mình làm, mình nhìn kỹ trước khi mình xé, chứ không phải là mình... Đó. Con quay mẹ đi. Rồi quay mẹ đi, mẹ mở cho. Đó, thấy chưa, là mình phải từ từ. Ok. Red. Ok.